Nam Vũ xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự Biển Đông của kênh An ninh Thế giới, cập nhật những tin tức mới nhất về tình hình quốc tế, đặc biệt là tình hình Biển Đông, các động thái của Việt Nam, Trung Quốc, Mỹ, ASEAN và các bên liên quan, cùng các phân tích, bình luận của các chuyên gia, học giả trong nước và quốc tế. Và ngay sau đây là những thông tin chính trong bản tin ngày hôm nay, xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Liên minh chống Trung Quốc dần hình thành, một lòng ở Biển Đông. Hé lộ thêm nguyên nhân sâu xa khiến Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông. Tàu chiến Trung Quốc và Indonesia tập trận chung tại Biển Đông. Lo ngại những hành động quyết đoán của Trung Quốc và hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ, ngày càng nhiều quốc gia có những phát ngôn và động thái kiên quyết hơn ở Biển Đông. Dựa trên những diễn biến thời sự đã diễn ra ở vùng biển tranh chấp này trong thời gian gần đây, phân tích gia Richard Junio Hadarian trên tạp chí ASEAN Times đã nhận định rằng một liên minh chống Trung Quốc đang dần hình thành trên Biển Đông, bao gồm cả nhiều nước châu Âu, chứ không phải chỉ gồm có Mỹ, Nhật Bản và Australia. Đồng tâm hiệp lực đối phó với Trung Quốc. Nhiều quốc gia đang can thiệp sâu hơn vào Biển Đông trong một loạt động thái có thể khiến Trung Quốc nổi giận, đồng thời hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ nhằm tập hợp các quốc gia cùng chí hướng để chống lại các hành vi ngày càng quyết đoán của Bắc Kinh ở vùng biển có vai trò vô cùng quan trọng này. Gần đây, Nhật Bản đã thông báo một gói hỗ trợ quốc phòng mới cho Philippines theo cơ chế hỗ trợ phát triển chính thức. Cùng lúc đó, Anh đang triển khai đội tàu hải quân lớn nhất của nước này tới khu vực, dẫn đầu là tàu sân bay HMS Queen Elizabeth. Trong khi đó, một công ty của Mỹ và Australia cũng đang hoàn tất việc tiếp quản một xưởng đóng tàu lớn ở vịnh Subic chiến lược của Philippines như một phần trong nỗ lực rộng hơn là nhằm ngăn Trung Quốc đầu tư vào cơ sở hạ tầng quan trọng của quốc gia Đông Nam Á này. Trong một tuyên bố chung vào cuối tuần trước, Ngoại trưởng các nước G7 gồm Mỹ, Anh, Đức, Italia, Pháp, Canada và Nhật Bản đã thể hiện sự phản đối mạnh mẽ trước bất kỳ hành động đơn phương nào làm leo thang căng thẳng, phá hủy trật tự khu vực và trật tự quốc tế dựa trên quy tắc. Tuyên bố này không trực tiếp đề cập đến Trung Quốc, nhưng thời điểm và nội dung của nó đã thể hiện một thông điệp rõ ràng. Trung Quốc đã phản ứng lại bằng cách kêu gọi các nước G7 tuân thủ lời hứa không đứng về bên nào trong các vấn đề tranh chấp lãnh thổ, tôn trọng những nỗ lực của các quốc gia khu vực, chấm dứt tất cả những ngôn từ và hành động vô trách nhiệm cũng như đóng góp mang tính xây dựng và hòa bình và ổn định khu vực. Trước sự ủng hộ ngày càng tăng của quốc tế, những người có quan điểm hoài nghi Trung Quốc ở Philippines ngày càng có lập trường cứng rắn về vấn đề Biển Đông, bất chấp những nỗ lực của Tổng thống Rodrigo Duterte nhằm duy trì quan hệ với Bắc Kinh. Ngày 4 tháng 5, phía Philippines lên tiếng phản đối việc Trung Quốc áp đặt lệnh cấm bắt cá đối với các khu vực thuộc lãnh thổ và quyền tài phán của Philippines. Tuyên bố nhấn mạnh, ngư dân của chúng tôi được khuyến khích ra khơi và đánh bắt cá trong vùng biển của chúng tôi. Tháng trước, thậm chí Tổng thống Duterte cũng khẳng định lập trường rõ ràng, có những điều chúng tôi thực sự không thể nhượng bộ, chẳng hạn như việc yêu cầu chúng tôi dừng đánh bắt cá và tuần tra trong khu vực này. Tôi đã nói với Trung Quốc, chúng tôi không muốn rắc rối, chúng tôi không muốn chiến tranh, nhưng nếu yêu cầu chúng tôi rời đi thì câu trả lời là không. Giữa bối cảnh căng thẳng Philippines và Trung Quốc leo thang, Mỹ đã đưa nhiều tàu chiến tới khu vực nhằm thể hiện sự ủng hộ với đồng minh Đông Nam Á này. Mỹ cũng triển khai 65 máy bay tuần tra tới các khu vực tranh chấp hồi tháng 4, sáng kiến theo dõi tình hình chiến lược Biển Đông cho hay. Trong khi đó, Anh đã và đang triển khai hạm đội hải quân lớn nhất trong những năm gần đây, trong đó có tàu sân bay, tàu khu trục, tàu ngầm và các tàu trợ chiến. Khi nhóm tác chiến tàu sân bay của chúng tôi khởi hành vào tháng 5, nó sẽ khiến cho lá cờ nước Anh toàn cầu tung bay nhằm gia tăng ảnh hưởng, thể hiện sức mạnh, hợp tác với những người bạn và tái khẳng định cam kết của chúng tôi nhằm đối phó với những thách thức an ninh hôm nay và tương lai. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace tuyên bố, việc Anh điều tàu chiến tới là một phần trong sáng kiến tự do hàng hải đa phương ở Biển Đông nhằm vào Trung Quốc. Năm ngoái, Mỹ và Australia đã tiến hành các chuyến tuần tra chung ở khu vực giữa lúc Malaysia và Trung Quốc căng thẳng với các hoạt động khai thác năng lượng trên biển. Đội tàu của Anh sẽ tới khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và được các chiến đấu cơ F-35 của Thủy quân lục chiến Mỹ, tàu khu trục của Mỹ và Hà Lan theo cùng. Nửa cuối năm nay, Đức dự kiến lần đầu tiên đưa tàu khu trục đi qua Biển Đông trong vòng gần 20 năm. Trong những năm gần đây, Nhật Bản cũng tăng cường hỗ trợ an ninh hàng hải cho Philippines. Tháng 8 năm 2020, hai đồng minh của Mỹ đã ký một thỏa thuận 100 triệu USD, theo đó cho biết tập đoàn điện tử Mitsubishi xuất khẩu hệ thống radar trên không cho lực lượng vũ trang Philippines. Không chỉ giới hạn ở tập trận hàng hải, Liên minh đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu nhằm chống lại Trung Quốc không chỉ bao gồm các cuộc tập trận hàng hải và hỗ trợ an ninh trên biển.
nhiều công ty phương Tây cũng chủ động mở rộng ảnh hưởng ở những cơ sở hạ tầng quan trọng của Philippines và các cơ sở chiến lược gần Biển Đông. Công ty Austal của Australia hợp tác với công ty Sebright Capital Management sẽ hoàn tất việc tiếp nhận các xưởng đóng tàu Hanjin ở Vịnh Subin của Philippines, nơi thường tổ chức các cuộc tập trận quân sự lớn giữa Mỹ, Australia, Nhật Bản và quân đội Philippines. Cả Austal, một công ty quốc phòng và đóng tàu lớn cùng Sebright vốn đều có quan hệ sâu sắc với Lầu Năm Góc, đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng chiến lược của thương vụ gần đây, mà theo đó, Austal, công ty chuyên đóng tàu chiến cho Hải quân Mỹ, dự kiến sẽ cung cấp thêm 6 tàu tuần tra ngoài khơi cho lực lượng vũ trang Philippines. Năm 2019, các công ty có liên hệ với nhà nước Trung Quốc đã thể hiện sự quan tâm đến việc mua một xưởng đóng tàu rộng 300 hecta do công ty xây dựng và công nghiệp nặng Hanjin của Hàn Quốc xây dựng. Lực lượng quốc phòng Philippines và các đồng minh quan trọng như Mỹ, Australia và Nhật Bản đã nhanh chóng ngăn nỗ lực này của Trung Quốc. Đại sứ Australia tại Philippines, Stephen Robinson, cũng thẳng thắn nói về tầm quan trọng chiến lược của thỏa thuận trên, đồng thời nhấn mạnh lập trường dựa trên các quy tắc của Canberra đối với những tranh chấp ở Biển Đông. Điều chúng tôi muốn nói là tất cả các quốc gia nên tuân thủ các quy tắc, chuẩn mực và luật pháp quốc tế về tự do hàng hải ở các vùng biển quốc tế, đại sứ Australia cho hay, song không trực tiếp nêu tên Trung Quốc. Tới thời điểm hiện tại, thế giới có lẽ không còn xa lạ gì với tham vọng của Trung Quốc trong việc độc chiếm Biển Đông. Và một trong các nguyên nhân cho sự thèm khát đó nằm ở đáy biển, nơi có lượng tài nguyên đất hiếm thiết yếu đối với các ngành kỹ thuật của nước này. Biển Đông lại dậy sóng và mưu đồ thâm sâu của Trung Quốc. Vào tháng 3 năm 2021, hơn 200 tàu dân quân của Trung Quốc tập trung ở khu vực đá Ba Đầu thuộc nhóm đảo sinh tồn trong quần đảo Trường Sa. Sự hiện diện của các con tàu nhắc nhở nhân loại về ý đồ của Trung Quốc muốn thâu tóm phi pháp hầu hết Biển Đông trong cái mà họ gọi là đường chín đoạn, coi đây là lãnh thổ của họ. Giới chức Philippines đã lên tiếng báo động về các động thái của Trung Quốc và nhắc lại phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài quốc tế bác bỏ tính pháp lý trong các yêu sách của Trung Quốc đối với vùng biển này. Nhưng Trung Quốc bất chấp tất cả, tiếp tục củng cố sự hiện diện phi pháp của mình ở nhiều nơi thuộc Biển Đông, từ đó làm tăng nguy cơ nổ ra xung đột vũ trang. Ít nhất một nhà phê bình của Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc. Một trong các vấn đề nổi bật nhất là quyền được tiếp cận một cách tự do và không giới hạn đối với các vùng biển quốc tế và các tuyến hàng hải chạy qua đó. Các vấn đề này có tầm quan trọng lớn lao và thu hút sự chú ý của các lực lượng hải quân lớn nhất thế giới. Sự hiện diện của riêng Hải quân Trung Quốc đã lên tới mức độ kỷ lục và họ vẫn có kế hoạch mở rộng hiện diện hơn nữa. Mỹ cũng gia tăng hiện diện hải quân của họ ở khu vực này. Tổng thống Joe Biden đã gửi đi tín hiệu về ý đồ của ông trong việc duy trì hiện diện mạnh mẽ của Mỹ ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Liên minh châu Âu đã công bố chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của họ, trong đó nhấn mạnh nhu cầu tiếp cận tự do và mở đối với các vùng biển và tuyến thương mại quốc tế. Anh Quốc cũng đang gửi một hạm đội tàu chiến tới vùng này, hạm đội lớn nhất mà nước này từng triển khai kể từ cuộc chiến Malvinas Falkland năm 1982. Tất cả đều là điềm báo về một kịch bản chiến tranh trong khu vực. Tuy nhiên, thủ thuật của Trung Quốc rất tinh danh. Họ chỉ xác lập dần sự hiện diện và ảnh hưởng trong khu vực theo chiến thuật lá bắp cải quanh các vị trí ở xa trong khi bác bỏ các giải pháp pháp lý. Họ chủ động dùng cách tiếp cận từ từ để tránh xung đột quy mô lớn. Có thể gọi đây là sự trì hoãn chiến lược. Dự kiến Trung Quốc sẽ tiếp tục chiêu thức này trong tương lai gần, áp dụng chiến thuật vết dầu loang để mở rộng tầm vươn ở Biển Đông. Trung Quốc khát tài nguyên chiến lược ở đáy Biển Đông để duy trì sức mạnh. Trung Quốc có nhiều lý do để thôn tính Biển Đông, trong đó có một động cơ đáng lưu ý liên quan đến những thứ có trên bề mặt đáy biển. Trung Quốc hiện đang hùng hổ cạnh tranh với các cường quốc tầm cỡ toàn cầu khác trong cuộc đua kinh tế vĩ đại của thế kỷ 21, chinh phục thị trường năng lượng sạch thay thế nhiên liệu hóa thạch. Trung Quốc không úp mở về ý đồ trở thành nước tiên phong trong sản xuất các loại pin đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, tiếp năng lượng cho các thiết bị điện tử tối tân dùng để giao tiếp và kinh doanh, với tiềm năng giảm biến đổi khí hậu. Đồng thời, Trung Quốc đang phấn đấu để trở thành nhà sản xuất hàng điện tử hiện đại hàng đầu thế giới với kế hoạch Made in China 2025. Trung Quốc ưu tiên các ngành sản xuất bán dẫn, công nghệ hàng không vũ trụ và robot học. Trong khi đó, để sản xuất các loại pin và các thiết bị điện tử tiên tiến này không thể thiếu đất hiếm. Việc tiếp cận nguồn cung đất hiếm phong phú sẽ đóng vai trò thiết yếu với sự tăng trưởng không giới hạn của các ngành trên trong các năm tới.
Theo nghiên cứu của Mỹ, một mục tiêu chiến lược cốt lõi của Trung Quốc là duy trì sức mạnh của họ trên thị trường đất hiếm. Trong 3 thập kỷ qua, Trung Quốc đã thống trị thị trường sản xuất và xuất khẩu đất hiếm. Trung Quốc vẫn thường sản xuất trên 90% lượng đất hiếm được tiêu thụ trên thế giới. Quốc gia này có sức mạnh thị trường để kiểm soát giá và số lượng các mặt hàng thiết yếu này. Tương tự như Saudi Arabia có thể chi phối thị trường dầu thế giới. Trung Quốc có khả năng hạn chế hoặc mở rộng việc xuất khẩu đất hiếm để duy trì mức giá và mức cung mà họ mong muốn. Vậy vai trò của Trung Quốc trong thị trường đất hiếm thì có liên quan gì đến chính trị Biển Đông? Trung Quốc hiện đang đối diện với hai mối đe dọa tiềm tàng đối với việc cung cấp đất hiếm. Thứ nhất, trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc phát triển và giới trung lưu nước này ngày càng mở rộng, chính phủ Trung Quốc có khả năng dự tính đến sự cạn kiệt các mỏ đất hiếm lớn trên đất liền ở nước này. Thứ hai, Trung Quốc đã bổ sung thành công nguồn cung đất hiếm thô từ những nước như Congo, nhưng sự ổn định dài hạn trong việc tiếp cận các nguồn cung từ bên ngoài vẫn là một dấu hỏi. Trước các mối đe dọa này, Trung Quốc đã bắt đầu nhìn ra biển để tìm cách bổ sung nguồn cung đất hiếm. Đáy Biển Đông chứa đựng nhiều khoáng sản gọi là kết hạch mangan. Trung Quốc đã phát triển công nghệ khai khoáng biển sâu tiên tiến nhất thế giới và sở hữu năng lực vô song của mình trong khai thác các kết hạch mangan và đất hiếm chứa trong đó. Trước các quy định mới về khai thác do cơ quan quản lý đáy biển quốc tế đặt ra, Trung Quốc thấy cách tốt nhất để đảm bảo việc tiếp cận ổn định các khoáng sản đáy biển và nguồn cung đất hiếm ở ngoài khơi là biến các vùng biển này thành của họ. Cuối tuần qua, Hải quân Trung Quốc và Indonesia đã tiến hành tập trận chung ở vùng biển ngoài khơi Jakarta trong nỗ lực nhằm cải thiện lòng tin và hợp tác giữa căng thẳng ở Biển Đông. Cuối tuần qua, Hải quân Trung Quốc và Indonesia đã tiến hành tập trận chung ở vùng biển ngoài khơi Jakarta trong nỗ lực nhằm cải thiện lòng tin và hợp tác giữa căng thẳng ở Biển Đông. Tờ South China Morning Post ngày 9 tháng 5 đưa tin Trung Quốc và Indonesia vừa tham gia tập trận Hải quân chung tại vùng biển ngoài khơi Jakarta. Hoạt động tập trận diễn ra vào sáng ngày 8 tháng 5 và nằm trong chương trình huấn luyện hàng năm của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA, theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Các tàu hộ tống trang bị tên lửa dẫn đường Liễu Châu và Túc Thiên của PLA đã tham gia cùng các tàu hộ tống KRI Usman Harun và xuồng tên lửa KRI Halasan của Indonesia. Các hoạt động tập trận bao gồm diễn tập liên lạc, tìm kiếm cứu nạn và thao tác dàn đội hình. Cuộc tập trận diễn ra một tuần sau khi Bắc Kinh thông báo sẽ điều 3 tàu cứu hộ, trong đó có một tàu lặn có người với khả năng lặn sâu lên đến 10.000 mét nhằm hỗ trợ trục vớt tàu ngầm Indonesia bị chìm với 53 thủy thủ vào tháng trước. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Để cập nhật theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất, cũng như các thông tin quan trọng về tình hình quốc tế và khu vực, xin mời quý vị hãy bấm like, share và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.